Ngày 3 tháng 4, Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân tại các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa, miền nam nước này, sau khi xảy ra trận động đất mạnh kèm theo sóng thần trước đó cùng ngày. Cảnh báo sóng thần được đưa ra sau khi trận động đất có độ lớn ban đầu là 7,5 xảy ra ở ngoài khơi gần vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc vào sáng 3 tháng 4. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo sóng thần lên tới 3 mét có thể ập đến các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam nước này vào khoảng 9 giờ 18 phút sáng cùng ngày giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ 18 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Sóng thần cao 0,3 mét đã xảy ra tại đảo Yonaguni. Bên cạnh đó, trận động đất này cũng đã gây mất điện nhiều nơi ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho biết có một số người mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên, gần vùng tâm chấn. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, chính tâm của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo Đài Loan. Đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999, khi xảy ra trận động đất độ lớn 7,6, khiến gần 2.400 người thiệt mạng. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc đại lục. Philippines cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất tại Đài Loan